Dạ anh em, bữa nay mình giới thiệu cho anh em là mẫu Super 01 kéo ra dài tối đa là nó kéo ra được 3 khúc ha. Dài tối đa là nó khoảng 2 mét mấy anh em. Là lực kéo của dây này rất là mạnh ha. Mình clip test thì cái clip test thì mình có test cho anh em nhiều clip này. Mình xem cũ lại cho mình ha. Tặng một túi bi, hai bộ dây và một bộ dây nó tổng cộng là 3 bộ. Anh em cọc 50k làm sẽ được thêm tặng thêm mấy bộ dây nữa. Tại vì dây này là dây này thuộc dây ná anh em nên là giá nó ổn nên là tặng cho anh em nhiều hơn. Nó sẽ kèm cho anh em ống ngắm 4x30 ha, 4x30. Đây kèm ống ngắm 4x30 nha anh em, hàng của hãng ha, có logo nè. Nè có logo có chữ nè, đó logo nha anh em. 4x30 hàng này thì nói chung là ngắm tâm. Ngắm tâm thì có được rất là nhiều anh em hiện đang bán rất là ok. Ngắm tâm là anh em mua rất là nhiều hiện tại. Đó, nó kéo ra thì ở trong cái tâm bắn là có bật sáng xanh đỏ luôn, sáng bật màu xanh màu đỏ ha, bắn ngày đêm là đều được nha anh em. Làm dở dây ra hai khúc đây, một khúc nè ha, khúc nữa đây, đây cây của nó rất là dài luôn nha. Nhưng mà thường mình kéo mình chỉ bắn một khúc này thôi. Đó. Vậy là đủ lực 30 mét, 30-40 mét là ok ha. Đây là cái chốt là mình khóa lại còn tay cầm trước ha. Đây. Đây ha. Đây là Super 01 nha anh em. Thì nói chung là kèm ống ngắm 1x40 thì nó không tới là giá của nó không có tới triệu, còn mẫu này thì nó bù thêm hơn. Giá nó hơn 1 triệu nha anh em. Còn thì giá cả thì anh em uy tín em cứ tìm hiểu chứ mình liên hệ ha, mua ha nè. Mình có 3 trang YouTube ná cao su là Quỳnh Lưng ná cao su, 25.000 người đăng ký, trang này là 8.000 người đăng ký, trang cả chuyên về ná cải tiến luôn á, cũng của bên mình luôn là cải tiến ná thun cao su là khoảng 20.000 người đăng ký. Thì em cứ check uy tín chứ mình liên hệ mua hàng nha anh em. Thì 3, 4, 5, 6 khoảng 5, 6 năm bán hàng rồi ha, nên em cứ check uy tín thì mình trước mình mua. Rồi sẽ tặng đầy đủ phụ kiện cho anh em á. Mẫu này thì có cọc trước 50k tránh tình trạng bỏ hàng đó anh em. Nhận thanh toán tại nhà trừ cọc, được kiểm hàng nha, không nhận ghép sẵn khi gửi. Khi gửi là mình sẽ gỡ ra xong về anh em nhận xong á, báo hành công mình sẽ đưa anh em đi lắp ráp, rất là dễ chứ không có gì khó. Mình chơi được phải ráp được chứ anh em, chứ vụ sau này nó có vuốt cái gì hay gì anh em còn biết tường mình gỡ ra mình gắn lại chứ anh em. Bây giờ anh em hỏi ráp nguyên cây không bao giờ gửi được nha anh em. Lưu ý với bên mình nha. Số Zalo mới của mình là 0342679992 nha anh em. Zalo mới là 0342679992, Zalo 070094 hiện tại đang bị khóa. Anh em liên hệ Zalo mới với bên mình là 0342679992 nha anh em. Và anh em mua cái liên hệ bên mình ha. Số điện thoại thì mình có để phía trên đó nè.